xem tử vi tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho 12 con giáp. Bước sang tháng 9 âm lịch tuổi nào ăn nên làm ra. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp về vận trình của các tuổi và biến động hùng cát ra sao, may mắn như thế nào tìm đến, biến cổ xảy ra như thế nào. Một tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 của người tuổi tỵ Xem tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Tỷ thấy rằng đây sẽ là một tháng mới thú vị với nhiều diễn biến mới xảy ra, nhưng còn giáp này hãy yên tâm vì các sẽ nhiều hơn là hung. Còn giáp người tuổi tỵ cần giữ cho mình một trái tim nóng và một cái đầu lạnh tỉnh táo để có thể đón đầu mọi cơ hội đến với mình và tránh được bảy tiểu nhân rình rập. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tý luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng 9 âm lịch này, chỉ số may mắn trong con đường sự nghiệp, học hành của người tuổi tỷ khá cao, đặc biệt là những bạn đang trong quá trình xây dựng sự nghiệp riêng của mình đã đến lúc thể hiện tốt và làm việc chăm chỉ, sẽ có phần thưởng rõ ràng cho những người nghiêm túc nhưng cũng sẽ có những hình phạt cực gắt cho những ai đang ăn nhẫn nhờ qua lo ảnh hưởng từ thiên cậu. Luận về phương diện tà lộc nhắc nhở còn giáp người tuổi tỷ này trong khoảng thời gian nửa cuối tháng chính âm lịch cần cẩn thận vấn đề xe cộ hỏng hóc mất mát đồ đạc hoặc tiền bạc một cách quan ức đây là tháng rất dễ mất tiền, còn giáp này sẽ là mục tiêu của kẻ mốt tuổi khi đi mua sắm. Khả năng mất tiền, mất điện thoại rất cao, nếu không cần thiết thì nên tránh những trốn đông người. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Bước sang tháng chính âm lịch để vượng đem lại may mắn cho những ai muốn tìm kiếm người yêu, cưới sinh hay sinh nở, đón thêm thành viên mới về với gia đình người độc thân có cơ hội gặp gỡ những người bạn khác giới cùng chi hướng ngoài công việc, có thể cùng nhau trò chuyện vui vẻ hoặc nhìn, có cảm giác như cả hai đã từng gặp gỡ ở đâu đó nhưng không nhớ ra. 2. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 cho người tuổi sửu. Thẳng chỉnh âm lịch đối với người tuổi sổ nên cẩn thận những hung hiểm tiềm tàng xung quanh mình trong cuộc sống hàng ngày. Bản hưởng của hung tinh tìm đến bạn không hề nhỏ. Tương hình thật sự khiến bạn có những nỗi niềm không thể nào nổi ra. Nhiều đêm tràn trọc không thể nào ngủ nổi vì bao nhiêu lo toan cử chập trần quanh tâm trí. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 cho người tuổi sổ luận về các phương diện trong cuộc sống một luận về phương diện công danh sự nghiệp bước sang tháng mới người tuổi sửu có những bước phát triển đột phá trong công việc khả năng cao được thăng chức tăng lương nhưng áp lực công việc cũng sẽ kéo theo do ảnh hưởng của tương hình bản mệnh cần nâng cao khả năng thích nghi và để bản thân có đủ thời gian cân đổi từ công việc đến gia đình luận về phương diện tài chính về phương diện tiền bạc bước sang tháng nhầm tốt dễ gặp họa phá tài trở nên hàm cơ hội lớn trò đệ đánh mất cả cơ hội nhỏ lẫn cơ hội lớn người làm kinh doanh không nên thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào để tránh nhận tổn thất tài chính không đáng có luận về phương diện tình cảm gia đạo của người tuổi sửu các bạn đừng bao giờ đầu tư quá nhiều tiền bạc vào con đường tình cảm kẻo bị tổn thương sâu sắc. Những người muốn kết hôn hoặc ăn hỏi thì nên cân nhắc kỹ lượng tham khảo ý kiến hai bên gia đình, trở hấp tấp, cẩn thận, có những bước ngoặt mà bạn không thể nào lường trước được. 3. Xem tử vi tháng chỉnh âm lịch năm Quý Mão 2023 cho con giáp người tuổi dân. Bước sang tháng nhầm tốt đối với những chủ hộ mở ra nhiều cơ hội may mắn nếu hiện thực quá mệt mỏi bạn nên cố gắng lên, trở vội nản lòng vì con đường sáng lạng đang dần mở ra với bạn. Nhờ tác động tích cực của tam hợp nên người tuổi này khá may mắn trên nhiều phương diện. Có nhiều quỹ nhân vây quanh trợ giúp hết lòng. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 của người tuổi dần luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp người tuổi dần bước sang tháng chỉnh âm lịch tâm trạng vui vẻ vận khí mọi mặt đều rất tốt về công việc hay học tập đều có những nỗ lực hết mình không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân vẫn có thể gặt hại quả ngọt luận về phương diện tài chính nhờ có các tinh thực thần đem tới sự hào sản vui vẻ nên tháng nhâm tuất này được mời đi ăn khá nhiều lần và cũng nhận được nhiều lộc ăn uống quà cáp từ người khác đem cho luận về phương diện tình cảm gia đạo. Con đường tình duyên khá thuận lợi khi mà nhiều bạn trẻ độc thân có cơ hội thoát ế nhờ chuyên lành gặp gỡ tình cờ hoặc được người thân may mỏi giới thiệu. Việc cử sinh, sinh nở trong tháng này cũng khá tốt. Đương sổ chỉ cần chuẩn bị một tinh thần lạc quan, vui vẻ thì mọi chuyện sẽ hành thông. Cha mẹ yên lòng. 4. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho con giáp người tuổi mão. Bước sang tháng nhằm tuất, tuổi mão có quyền mong chờ và hy vọng vào tháng 9 âm lịch này có sự khởi sắc bởi sự xuất hiện của lục hợp đem lại cho bạn không ít những may mắn, đặc biệt là về con đường, công danh, sự nghiệp và các mối quan hệ. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 cho người tuổi mão luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện sự nghiệp Nhờ phúc phần của sao tử vi đem tới nên những chú mèo không gặp quá nhiều khó khăn trong công việc vào tháng mới này. Ngược lại còn hay được những người xa lạ giúp đỡ vào lúc nguy nan. Luận về phương diện tài chính Tử vi tháng 9 âm lịch cho biết việc buôn bản đem lại không ít tiền bạc cho bản mệnh trong tháng 9 âm lịch này. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thu về không ít lợi nhuận từ việc hợp tác với đối tác mới. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Những chú mèo cũng được những người xung quanh quý mến bởi bạn biết cách ăn nói, tích cực xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và không thích sân si với cuộc sống của người khác nên ai cũng yêu mến bạn. năm Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm quỷ mạo 2023 cho con giáp người tuổi thân. Ảnh hưởng của tường sùng bảo trước nhiều biển động xấu theo tháng 9 âm lịch 2023 này. Thêm vào đó, nguyệt lệnh làm mậu tinh cản trở nên đường sổ không có thể tránh khỏi sự nhầm lẫn và chậm chạp. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 cho người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp tương xung khiến cho người tụ thân trở nên khó tính hay soi mỏi, luôn mang tâm trạng đối đầu với xếp, cha mẹ, người thân lẫn tuổi khiến cho mọi việc càng khó khăn hơn, bản thân rơi vào tình trạng bị cô lập. Luận về phương diện tài chính Tháng nay gặp đại hao và mộ tinh cùng cản đường nên tiền bạc của những chú rồng tiêu tán cực nhanh, còn giáp này không thể nào xoay sở kịp. Dẫu biết trước bản thân sẽ gặp khó khăn, nhưng bạn cũng không thể ngờ có ngay bản thân mình không được ai giúp đỡ, hỏi vài tiền thì ai cũng lấy lý do để từ chối. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Hãy tin vào sự quyển rũ tự nhiên và duyên phận của chính mình. Còn giáp người tuổi thân có thể gặp được một người đặc biệt vào tháng nhâm tuất này nhờ vẻ bề ngoài ấn tượng và tính cách vui vẻ, ai rồi cũng sẽ quý bạn khi nói chuyện cùng với bạn. 6. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Tỵ. Nguyệt lệnh làm tuyệt nên mọi sự đều dễ làm vào tình cảnh bể tắc trỗi ren ngay từ đầu tháng 9 âm lịch này. Người tuổi Tỵ đã có cảm giác khó chịu và gặp nhiều chuyện không được như ý mình muốn xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Con đường công danh không sẵn hay bị tiểu nhân chèn ép, nói xấu, hạ bệ nhau, rõ ràng là nước sông không phạm nước diễn nhưng vẫn có kẻ ghen ăn tức ở, muốn kiểm cỡ gây sự làm ảnh hưởng tới thanh danh và con đường thăng tiến của tuổi tỵ luận về phương diện tài chính. Tháng này có tiểu hào tác động kiểm cho túi tiền của người tuổi tỵ bị hào hụt phần nhiều, đa phần là không giữ được tiền, mới nhận được lương lại thấy lương biến mất do trong gia đình có quá nhiều việc cần đến tiền, đảm đinh cực nhiều. Luận về phương diện tình cảm gia đạo, tháng nhằm tuất đồng thời các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không được tốt cho lắm, xảy ra những tranh chấp vì những chuyện nhỏ nhặt. Còn giáp người tuổi tỵ cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. 7. Xem tử vi tháng chỉnh âm lịch năm 2023 cho người tuổi ngọ. Bước sang tháng mới, nguyệt lệnh lâm thai cho thấy người tuổi ngọ có nhiều sự chuyển biến đáng kể. Người trẻ ngày càng có nhiều bước tiến mới, nhưng những người ở tuổi xế triều thì cả u sâu và chẳng nạn. Xem tử vi tháng chỉnh âm lịch năm 2023 cho người tuổi ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bất kể là làm công việc gì thì những chủ ngựa đều có thể suy nghĩ tích cực và có động lực làm ăn. Mọi vấn đề chưa giải quyết trước đó đều có thể được giải quyết trong tháng này. Ảnh hưởng của tam hợp thật sự là ánh sáng cũ vớt công việc của những chủ ngựa. Luận về phương diện tài chính Tháng này khó cầu công danh thi cử nên đừng tổn công vô ích đổ tiền vào những việc này. Thay vào đó hãy đầu tư kiến thức và tập nhẫn nại với những vấn đề liên quan tới tiền bạc do ảnh hưởng của nguyệt lệnh làm thay. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Có 3 cách để giải quyết mọi vấn đề tình cảm trong tháng 9 âm lịch này. Còn giáp người tuổi ngọ chấp nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không chấp nhận nổi thì phải thay đổi, nếu như không thay đổi được, vậy thì phải rời xa, đừng bị lụy vì bất kỳ ai, vì họ không xứng đáng. 8. Xem tử vi tháng chỉnh âm lịch năm 2023 cho người tuổi môi bước sang thản nhằm tuất người tuổi mùi phát triển thuận lợi nhờ cỏ nguyệt lệnh lâm dẫn còn giáp này có quyền được hy vọng về một tháng mới gặt hải thành công mới nhưng thành hay bại chủ yếu phụ thuộc vào thái độ sống của bạn xem tử vi tháng chín âm lịch năm 2023 cho người tuổi mùi luận về các phương diện trong cuộc sống luận về phương diện công danh sự nghiệp Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng cho thấy sự cần cù, miệt mài của những chú dê trong công việc. Làm ăn có trách nhiệm, uy tín, nên ai cũng phải nể, lúc nào cũng phải làm cho xong việc, chỉnh tru thì tâm mới thấy thoải mái được. Luận về phương diện, tài chính, Mặc dù phận mai tiền bạc khá ổn, nhưng người thân, bạn bè thường hỏi vay tiền. Điều này sẽ khiến cho những chủ dê cảm thấy có chút phiền phức. Thậm chí toàn bộ số tiền vất vả kiếm được cũng sẽ bay trong phút chốc nếu bạn đồng ý cho người ta vay tiền. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Thản nhầm tuốt, người tuổi mùi yêu đương tỉnh táo, tình cảm và lý trí rõ ràng, không giận hờn vô cỡ có vấn đề là cả hai sẽ ngồi lại giải quyết cùng nhau nên cũng đỡ mệt mỏi vì tình hơn tháng cũ. Chính xem tử vi tháng chỉnh âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi thân. Tháng mới có tam hội và trường sinh chiếu mệnh thay đổi cục diện và vận trình toàn bộ của người tuổi thân sự thay đổi mang ý nghĩa tích cực giúp bạn có niềm vui hơn vào cuộc sống và đón thêm những tình vui bất ngờ. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 cho người tuổi thân luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Bước sang tháng mới, người tuổi thân làm ăn khẩm khá hơn thời gian trước rất nhiều nhưng ngặt nổi bạn cả bận rộn vì phải đi đây đi đó thì mới phát triển được. Ai càng năng động thì thu được nhiều thành tích do ảnh hưởng của dịch mã. Luận về phương diện tài chính Tam hội đi cùng trường sinh cho thấy lọc lã của người tuổi thân trong tháng chỉnh âm lịch nở ra là nhờ phước phần của con giáp này. Trong đầu tư và quản lý tài chính có những cơ hội nhất định nhưng bạn cũng phải cẩn thận và lý trí để tránh những sai lòng do lòng tham. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Tháng này rất tốt cho việc cưới hỏi sinh con, tỏ tình hoặc đoàn tụ với người thân hẹn hò. Vì thế bản mệnh hãy mở rộng trái tim để đón nhận sự kiện tích cực tìm đến mình. 10. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi dậu. Nhờ sự trợ lực của Tam Hội và Mộc Dục, nên tháng nay người tuổi dậu có nhiều tin vui mới, vận trình đang chuyển biến theo hướng tích cực và sẽ có những sự kiện quan toàn mới xảy đến không nằm trong tầm dự đoán của bạn. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Nếu đang lo lắng cho những khó khăn ở thời điểm hiện tại, mệt mỏi vì vấn đề công việc thì bạn sắp được giải thoát rồi. Nhờ có tam hợp dẫn lối nên sẽ sớm thôi người tuổi giàu sẽ thoát khỏi vòng lẫn quẩn này. Luận về phương diện tài chính, bước sang thẳng nhằm tuốt một dục đem tới sự mạnh mẽ, sinh trưởng nhanh chóng. Vì thế nên tuổi tiên của những chú ra vào thẳng chính âm lịch rủng rỉnh hơn hẳn may mắn hơn là tránh được nhiều họa lớn về tiền bạc. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Thái Dương đem tới sự phượng duyên cho nam mệnh tuổi giàu. Bạn nam nào muốn thoát ế thì nên tích cực tản tỉnh hẹn hò trong tháng này. Có lẽ gia đình cũng đang hỏi thúc khá nhiều, bạn cũng nóng lòng nhưng duyên chưa tới, không sao cả, chậm mà chắc rồi cũng sẽ gặp đúng người. 11 xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 cho người tuổi Tuất. Theo tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 của 12 con giáp cho biết, quan đỡ nhập mệnh đem tới sự lạc quan và khí thể tưng bừng cho người tuổi Tuất vào tháng nhâm Tuất này. Mặc dù gặp nhiều cản trở từ Thái Tuệ nhưng nhờ bản lĩnh kiên cư nên người tuổi Tuất khó có thể tuột dốc nhanh như là bản thân vẫn nghĩ Xem tử vi tháng chỉnh âm lịch năm 2023 cho người tuổi Tuất luận về các phương diện trong cuộc sống luận về phương diện công danh sự nghiệp bước sang tháng chỉnh âm lịch này Thái Tuệ Lâm vận cho thấy người tuổi Tuất sẽ gặp những vấn đề quan trọng trong học tập. Cần có những quyết định, sự nghiệp hoặc những dự án và nhiệm vụ mới đòi hỏi những sự lựa chọn và hành động một cách sản xuất nhất. Luận về phương diện tài chính Bạn không chỉ có thu nhập từ công việc tốt mà còn có kỹ năng đầu tư, quản lý tài chính tốt và có thể kiếm được rất nhiều tiền. Ngoài ra, người tuổi tuốt còn có cơ hội gặp gỡ được người có tài sản rồng cao điều này sẽ mang lại nhiều cơ hội và lợi ích hơn cho việc đầu tư của họ. Luận về phương diện tình cảm gia đạo quan Đợi cho biết tháng mới đối với nữ mạng tuổi tuốt có sắc thái tư tẳng và khả ái hơn hẳn, lúc nào cũng là người thảo vét và soi nổi trong đám đông nên cơ hội được người khác giới làm quen rất cao. Bên cạnh đó, bạn còn quen được người có chung tần sổ với mình. 12. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 cho người tuổi hợi. Người tuổi hợi sẽ có phận may tổng thể tốt vào tháng 9 âm lịch này, bởi họ tràn đầy năng lượng, làm theo thiên hướng tích cực. Có những bước tiến vượt bậc, có tài lãnh đạo mạnh mẽ và cũng rất thành công trong vấn đề nhìn người xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 cho người tuổi hại luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Làm quan tiếp thêm tinh lực giúp sức cho việc của người tuổi hại trở nên dẻo dai rất nhiều, ngày càng chăm chỉ, cài cuốc và nhiệt huyết có trách nhiệm với công việc mình đang làm, không lọc lừa, gian giỏi, nói được, làm được luận về phương diện tài chính. Cuộc sống của con giáp người tuổi hợi khá ổn định, không có nhiều nỗi lo về tiền bạc, không có mất mát lớn trong tháng 9 âm lịch này. Nhưng đôi khi suy nghĩ hơi hà khắc, cứng nhắc và bảo thủ nên khó có thể kiếm được tiền to. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Cuộc sống này là một vòng tuần hoàn người này đi, ắt có người mới sẽ tới. Điều gì buồn thì buồn, những gì tốt đẹp thì mình giữ lại. Số phận đưa người ta đến và đi là điều có nguyên do của nó cả. Thế nên, còn giáp người tuổi hoài không cần phải suy nghĩ quá nhiều.